Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc tới Quan Vân Trường hay là Quan Vũ, người đời vẫn luôn nhớ về vị danh tướng bất khả chiến bại, song cũng chỉ vì một lần lơ là, cuộc đời của ông đã chính thức đặt dấu chấm hết dưới tay nhà Đông Ngô. Thế nhưng, ai mới thực sự là người đã đả bại Quan Vân Trường thì vẫn là một điều bí ẩn đối với hậu thế. Sau khi Quan Vũ cùng Lưu Bị ly tán, ông bị Tào Tháo vây khốn và buộc phải ước pháp tam chương với Tào để bảo vệ hai vị Lưu phu nhân. Theo Tam Quốc diễn nghĩa, việc quan công hàng Hán không hàng Tào thể hiện sự trung thành của ông, đồng thời mô tả Quan Vũ không hề động lòng trước mỹ nữ và tiền bạc mua chuộc của Tào Tháo. Trên thực tế, sử liệu để lại cho thấy, trong giai đoạn dưới trướng Tào Ngụy, ngoại trừ Trương Liêu, Quan Vũ chỉ giao hảo với Tử Hoàng. Mối thân tình giữa Quan, Trương, Từ không chỉ do ba người này đều là hàng tướng mà còn bởi cả ba là đồng hương Sơn Tây thuộc tập đoàn kỵ binh Tinh Châu nổi tiếng. Những kỵ binh tới từ Tinh Châu gia nhập vào các thế lực quân phiệt khác nhau trở thành một tập thể có sức chiến đấu đáng gờm. Trong đó, đội kỵ binh chứ danh nhất chính là đội quân chủ lực của Lữ Bố, có thể nói là độc bá võ lâm trong giai đoạn đầu thời Tam Quốc. Thậm chí đã có thời điểm lực lượng này đã có cơ hội đoạt được thiên hạ. Các nghiên cứu hiện đại chỉ ra sự khiếm khuyết rõ rệt trong cương lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo yếu kém đã dẫn tới sự thất bại lần lượt của các đội quân kỵ binh Tinh Châu. Bọn họ lần lượt bị Viên Thiệu, Tào Tháo thôn tính, hậu quả gián tiếp là khiến cho thế lực Hung Nô của Lưu Báo thống trị được khu vực Tinh Châu, sau này khởi binh tiêu diệt thiên hạ của Đông Hán. Cùng ở dưới trướng Tào Ngụy, Quan Vũ có quan hệ tốt với Trương Liêu và Từ Hoảng cũng là điều dễ hiểu. Sau khi Quan Vũ bỏ Tào Tháo để trở về với Lưu Bị, lực lượng của Bị vẫn tiếp tục chuỗi bách chiến bách thắng, cuối cùng là thất trận thảm bại trước Tào Ngụy ở Kinh Châu. Song lần đại bại này cũng giúp Bị mở ra cơ hội liên minh với Tôn Quyền. Liên minh Tôn Lưu đại phá Tào Ngụy ở trận Xích Bích, Lưu Bị ăn theo thắng lợi của Chu Du chiếm được lợi thế vững vàng ở Kinh Châu. Từ đây, Quan Vân Trường cũng lập được nhiều chiến công hơn, trở thành tướng lĩnh cốt lõi trong lực lượng của Lưu Bị. Trong khi Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng, Trương Phi, Triệu Vân đem quân chủ lực chinh phạt Ích Châu, nhiệm vụ trấn thủ Kinh Châu được giao vào tay Quan Vũ. Ông soái lĩnh quân Kinh Châu tấn công Tương Dương, Phản Thành, đánh bại quân tiếp viện của Vu Cấm, chém đầu Bằng Đức. Qua một đêm uy trấn Trung Nguyên khiến Tào Tháo thậm chí đã tính tới chuyện Thiên Đô. Thế nhưng, chiến dịch hãm thành của Quan Vũ lại rơi vào tình trạng bế tắc khi Tào Nhân thủ chắc Phản Thành khiến ông tiến thoái lưỡng nan. Vào thời điểm mấu chốt, Tào Tháo đã quyết định xuất toàn lực, huy động thêm một đạo viện binh Nam Hạ tấn công Quan Vũ, thống soái đội quân này không ai khác ngoài lão bằng hữu Từ Hoảng. Trong thất bại của quan công tại Tương Dương, Phản Thành, Kinh Châu, chiến tích huy hoàng được dành cho tướng Ngô, Lữ Mông, Lục Tốn với chiến dịch Bạch Y Độ Giang, nhưng chưa đánh giá đúng chiến thắng kiệt xuất của Từ Hoảng tại chiến tuyến phương Bắc. Quân tăng viện Phản Thành của ông chỉ huy sau khi Nam Hạ đã nhanh chóng tiến về vòng vây của Quan Vân Trường. Bản thân Quan Vũ cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối đầu với Từ Hoảng. Ông cho đào hào đắp lũy, nghiêm phòng tử thủ, nhiều lần dụ địch xâm nhập nhằm thừa thế công hạ Phản Thành. Quan Vũ không ngờ Từ Hoảng cho quân đi đường nhỏ, toàn quân Tào Ngụy áp lưng tấn công trận địa phòng ngự của Thục Hán, thế như trẻ tre phá vỡ phòng tuyến của Quan Vân Trường từ bên trong, buộc ông phải rút quân. Kết thúc chiến dịch, Tào Tháo thị sát phòng tuyến của quân Kinh Châu đã bàng hoàng trước độ vững chắc của chiến tuyến Thục Hán. Điều này càng khiến ông cảm thán trước chiến công khó tin của Từ Hoảng. Quan công là người trọng tình cảm, nghĩa khí, còn Từ Hoảng không vì tư giao với ông mà làm lỡ việc công. Có ý kiến cho rằng nếu nói ông bại do Mi Phương, phó sĩ nhân hàng Ngô không bằng nói rằng Từ Hoảng biểu hiện xuất sắc trước Quan Vân Trường. Nhắc tới phá Quan Vũ, đệ nhất công, không thể không ghi nhận chiến dịch phá vây hoàn hảo của Từ Hoảng. Tam Quốc Chí, Ngụy Thư, Từ Hoảng Truyện chép rằng Từ Hoảng là một trong ngũ tử lương tướng của Tào Tháo, tham gia nhiều chiến dịch trọng yếu, chí dũng song toàn, chiến công trác việt, trị quân có tài. Tào Tháo từng tán dương Từ Hoảng rằng Từ tướng quân có phong thái của Chu Á Phu, nhà quân sự và thừa tướng nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, con trai Hán Triều Khai Quốc công thần Chu Bột. Sau chiến dịch chuyển bại thành thắng ở Phan Thành, Tào Tháo lại nói phòng tuyến của quân địch trùng trùng, tướng quân Từ Hoảng giành được toàn thắng, xâm nhập trùng vây, giết địch vô số.
ta dụng binh hơn 30 năm, chỉ nghe cổ nhân giỏi việc binh, không nghe nói đem quân thẳng vào giữa vòng vây địch. Chiến công của tướng quân có thể sánh ngang Tôn Tử, Tư Mã Nhương Thư năm nào. Giai đoạn hậu Quan Vũ, Từ Hoàng chính là nhân vật được xưng danh Tam Quốc đệ nhất danh tướng. Vậy là trong cả dàn danh tướng thời Tam Quốc thì Từ Hoàng chính là người duy nhất đánh bại được Quan Vũ, khiến tên tuổi của ông cũng được vang danh thiên hạ. Thế nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Trước đó Từ Hoàng cũng từng có một phen hú vía dưới đao kiếm của tướng Nhan Lương. Từ Hoàng tự Công Minh cũng được coi là danh tướng của Tào Tháo và nhà Tào Ngụy. Từ Hoàng có tài năng quân sự xuất sắc, lập được không ít chiến công. Trong Tam Quốc Chí, sử gia Trần Thọ đã xếp Từ Hoàng vào hàng năm võ tướng dũng mãnh nhất của Tào Ngụy, cùng với Nhạc Tiến, Trương Cáp, Trương Liêu và Vu Cấm. Điểm chung giữa Quan Vũ và Từ Hoàng là cả hai từng giao đấu với Nhan Lương, một võ tướng dũng mãnh và được đánh giá là nổi bật nhất của Viên Thiệu, một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất cuối thời Đông Hán. Nhưng có một nghịch lý là Nhan Lương từng đánh bại Từ Hoàng trong 20 hiệp, trong khi Quan Vũ không thể làm được. Để lý giải nguyên nhân, trước hết cần phải phân tích về hoàn cảnh chiến đấu của Quan Vũ trong hai trận giao chiến ấn tượng này. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, chém Nhan Lương được coi là một trong những chiến tích ấn tượng nhất của Quan Vũ. Theo đó, Quan Vũ xông thẳng vào thế trận của quân địch, quân Hà Bắc lúc đó bị rẽ đôi như sóng nước. Quan Vũ xông tới và vung Thanh Long Đao Yển Nguyệt về phía Nhan Lương. Nhan Lương không kịp trở tay nên bị đâm ngã xuống ngựa. Quan Vũ cắt lấy thủ cấp của Nhan Lương treo lên cương ngựa và thu đao rút về như vào chỗ không người. Việc Quan Vũ một mình một ngựa đột phá vòng vây và chém Nhan Lương có thể coi là chiến tích mà gần như không nhiều người có khả năng tái hiện. Tại sao Quan Vũ có thể dễ dàng giết chết Nhan Lương chỉ bằng một nhát đao? Hơn nữa, Nhan Lương là mãnh tướng từng khiến một trong những võ tướng giỏi nhất của Tào Tháo là Từ Hoàng cũng phải chịu thua sau 20 hiệp. Theo các chuyên gia, sở dĩ Quan Vũ có thể dễ dàng chém Nhan Lương là nhờ có 3 nguyên nhân sau. Thứ nhất, khi Quan Vũ xông tới, đại quân của Nhan Lương chủ động mở đường. Vì sao? Trong một cuộc đối đầu bình thường giữa hai đại quân, các tướng lĩnh sẽ bày binh bố trận, do đó rất khó để một tướng có thể xông thẳng vào đội hình của đối phương. Vì sao Quan Vũ lại có thể dễ dàng xông vào giữa vạn quân địch như ra vào chỗ không người như vậy? Nguyên nhân rõ ràng là thuộc hạ của Nhan Lương đã nhận được chỉ thị của cấp trên, nếu không thì Quan Vũ dù võ nghệ có cao thâm đến đâu cũng không thể đơn thương độc mã xông vào giữa vạn quân. Thứ hai, chủ tướng trong đội hình chiến đấu thời xưa thường có các tướng cận vệ xung quanh. Nhan Lương cho rằng Quan Vũ không có sự uy hiếp gì với mình, chính vì vậy một chủ tướng nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Nhan Lương mới chấp nhận cho Quan Vũ tấn công trực diện như vậy mà không có sự ngăn cản của các cận vệ. Thứ ba, Nhan Lương không hề có biểu hiện sẵn sàng chiến đấu, ngược lại khi Quan Vũ xông tới còn muốn hỏi ngược lại. Nhan Lương tuy là một võ tướng thiện chiến nhưng lại không có sự chuẩn bị khi Quan Vũ tấn công. Với ba nguyên nhân trên, rõ ràng việc Quan Vũ chém Nhan Lương không phải là một cuộc đơn đấu công bằng, Nhan Lương không hề có sự chuẩn bị. Thậm chí ban đầu, Nhan Lương còn tỏ ra có thiện chí với Quan Vũ, bởi nếu không có lệnh của Nhan Lương, Quan Vũ cũng không thể dễ dàng phá vỡ vòng vây trước hàng vạn quân địch. Vì Nhan Lương chưa sẵn sàng chiến đấu nên chiến tích chém Nhan Lương của Quan Vũ chỉ có thể coi là một cuộc tấn công bất ngờ. Ngoài ra, Quan Vũ còn có ngựa quý là Xích Thố với tốc độ di chuyển rất nhanh nên Nhan Lương không kịp trở tay. Nếu có một cuộc đơn thương độc đấu công bằng thì Quan Vũ chưa chắc đã giết được Nhan Lương và kết cục cũng rất khó lường trước. Bởi trước đó, ngay cả Từ Hoàng cũng bị Nhan Lương đánh bại chỉ trong 20 hiệp. Vậy câu hỏi đặt ra rằng, vì sao Quan Vũ không thể đánh bại được Từ Hoàng sau 80 hiệp đấu? Quan Vũ và Từ Hoàng đều là người quen cũ, hơn nữa Từ Hoàng là bạn của Quan Vũ. Tình cảm giữa hai người không hề đơn giản khi Quan Vũ tạm đầu hàng Tào Tháo vào năm 200. Trong doanh trại của Tào Tháo, Từ Hoàng và Trương Liêu chính là hai mãnh tướng có quan hệ tốt với Quan Vũ trong giai đoạn này. Tuy nhiên, xét về sức chiến đấu, Quan Vũ thực sự mạnh hơn Từ Hoàng. Điều này có thể được chứng minh ở Thổ Sơn. Sau khi thất bại nặng nề trước sự tấn công của đại quân Tào, Lưu Bị phải tháo chạy sang Hà Bắc để nương nhờ Viên Thiệu, Trương Phi phải lánh nạn ở Cổ Thành, còn Quan Vũ thì bị vây khốn ở Thổ Sơn. Trước đó, Tào Tháo đã lệnh cho Hạ Hầu Đôn nhử Quan Vũ ra khỏi Hạ Phì để đánh nhau. Sau đó, lệnh cho Hứa Chử và Từ Hoàng hợp lực để chặn đánh Quan Vũ, rồi từ đó mới có thể dụ quy hàng.
Thế nhưng kết cục thật bất ngờ, Quan Vu đã trực tiếp đẩy lui được hai mãnh tướng này. Khi đang định trở về Hạ Phì thì Hạ Hầu Đôn lại chặn đánh, do đó Quan Vũ đành phải lên Thổ Sơn để đóng quân tạm nghỉ. Từ trận chiến này có thể thấy rằng rõ ràng khả năng chiến đấu của Quan Vũ mạnh hơn nhiều so với Tử Hoàng. Tuy nhiên, trong trận chiến Tương Dương Phàn Thành năm 219, vì sao Quan Vũ lại không hạ được Tử Hoàng trong 80 hiệp? Thực ra, nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì Quan Vũ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cạo xương để trừ bỏ chất độc do bị trúng tên, cánh tay phải cũng không thể dùng nhiều sức. Cuộc phẫu thuật dù rất thành công, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cánh tay của Quan Vũ đương nhiên chưa thể phục hồi được như trước. Cánh tay không thể dùng nhiều sức thì sức lực khi ra đấu cũng bị suy giảm. Chính vì lý do này mà Quan Vũ không thể hạ được Tử Hoàng trong 80 hiệp giao đấu. Mặt khác, thời điểm giao đấu tại Phàn Thành, Tử Hoàng cũng đang trong đỉnh cao của sức lực chiến đấu. Do đó, việc Quan Vũ vẫn chưa hồi phục giao đấu với một hổ tướng đang sung sức như Tử Hoàng là không hề dễ dàng. Có thể giao đấu với Tử Hoàng trong 80 hiệp đã cho thấy khả năng vượt trội của Quan Vũ lúc bấy giờ. Còn quý vị thì sao? Quý vị nghĩ như thế nào về cuộc chiến đọ sức của những vị danh tướng này? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé! Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!